Giải đấu đang trở nên vô cùng gay cấn. Đội bóng Hà Nội Buffalo sẽ làm gì để nắm chắc chiếc vé vào vòng playoff? Liệu cặp bài trùng Hoàng Ca Đạt Độc cùng với những đồng đội tài năng của mình có thể tiếp tục làm nên những chiến thắng vẻ vang? Hãy sẵn sàng cho trận đấu đầy kịch tính giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 10 tại nhà thi đấu Bách Khoa Hà Nội, hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn.